Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp ráp máy để vận hành. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây hút nước thông qua khớp nối nhanh và đầu nối nước. Chúng ta lắp đầu nối nước vào trong thân máy. Siết thật chặt để tránh rò rỉ nước. Tiếp theo lắp dây hút nước vào trong khớp nối nhanh. Và lắp vào đầu nước vào. Đầu còn lại ta sẽ lắp lọc rác. Sau đó để vào trong thùng nước. Tiếp đến ta sẽ lắp dây áp lực cao vào trong thân máy. Siết thật chặt. Đầu còn lại ta lắp vào trong bắn súng. Vâng, như vậy là ta đã ráp xong chiếc máy OS120. Bây giờ ta sẽ cấp điện để vận hành chiếc máy. Khi cấp điện thì ta sẽ bấm công tắc để mở. Ta bóp vào súng để cho nước ra. Chúng ta có thể thay đổi góc phun bằng cách vặn đầu bếp. Bây giờ chúng ta sẽ thử trực tiếp trên chiếc xe này. Và đây là chiếc xe trước khi chúng ta rửa. Nào, hãy cùng xem chiếc máy này rửa chiếc xe như thế nào nhé. Đây là thành quả sau khi chúng ta rửa chiếc xe.